Hello, xin chào anh em. Chào mừng em quay trở lại với video của mình nhá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game Cowin. Hôm nay thì mình sẽ vào chơi cũng như là kiếm tiền ở trên tựa game Cowin này. Ok, thì hôm nay mình sẽ vào chơi trò gì đây anh em? Hôm nay thì mình sẽ vào chơi xịt bo trên dưới nhá. Và chắc chắn rồi, mình sẽ vẫn tuân thủ nguyên tắc đó là sử dụng một cái số vốn lớn và chốt lãi ở một cái mức lãi nó nhỏ thôi anh em ạ. Đấy. Cách này thì mình áp dụng rất là nhiều lần rồi và mình thấy rất rất là hiệu quả nha anh em nhá. Để nói ấy, là bây giờ nếu như mà lâu lâu anh em vào kiếm một chút là được. Mình thì chia sẻ với anh em một cái phương pháp này. Giả sử bây giờ anh em chơi ở một con game đúng không? Một con game khác anh em thấy là có thể là gì? Có thể là chúng ta khó thắng hơn đúng không? Chúng ta khó thắng thì chúng ta chuyển qua game khác ta chơi. Đấy, chuyển qua game khác ta chơi. Đúng không? Chuyển qua những con game dễ hơn để chúng ta chơi. Đấy, và lúc đấy là rất dễ là chúng ta có thể gỡ lại được này. Ví dụ như anh em thua đúng không ạ? Ví dụ anh em thua thì anh em thể gỡ lại một cách nhanh chóng. Dễ dàng hơn. Uầy, chết rồi. Không phải cầu 221 anh em ạ. Toàn rồi. Thế thì mình phải test nha. Tại này nó mới về chẵn. Cầu này đi hơi khó này. Cầu này đi hơi khó anh em từng bình tĩnh. Hai chẵn. À, hai lẻ. Một lẻ tiếp này. Một hai lẻ rồi đây, 322 chẳng lẽ này lại phải 323 tiếp đúng không? Đấy, tay trước là nó bịp đấy, tay trước nó bịp mình, nó mới về chẵn đấy anh em ạ. À, nó mới về lẻ đấy, tay này lại về lẻ thôi, bắt một tay lẻ nữa là mình nghĩ là hợp lý rồi. Uầy, cầu chạy 22 anh em ạ, cầu chạy 22 đơn giản mà, riêng đối với dạng cầu chạy 22 đơn giản thôi, mình bắt 22. Đấy, ở những cái tay mình giảm xuống là mình phải biết là lúc nào mình mới nên giảm đúng không? Đấy, ok chưa? Tiếp nha. Anh em cứ test nhẹ nhàng là bình thường là được. Một chẵn một lẻ này. Một một hai một một hai. Có khi nào cầu chuyển không? Có khi nào cầu chuyển không? Đúng này, đúng cầu chuyển này. Thế tay này đánh một tay chẵn nữa là hợp lý. Đó, 10M chưa anh em? Thấy chưa? Anh em cứ đọc cầu nó chuẩn một tí là lên dễ lắm. Nhưng mà mình phải bình tĩnh nhá, không 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 được vội, không được ham. Nó về chẵn tiếp này. Đó, nhưng mà tay này thì khó, tay này chả biết cầu chạy như nào. Ba chẵn rồi. Bốn chẵn rồi, bốn chẵn rồi là một tay lẻ đi. Đa phần thì khi mà về bốn chẵn hoặc bốn lẻ nó sẽ chuyển về chẵn hoặc về lẻ anh em ạ. Đây, bệt rồi nhá. Bệt rồi, mình thì ít khi bắt bệt đó, tại vì thực tế với anh em cái bệt này nó hơi bịp. Nói thẳng với anh em bệt này hơi bịp. Tay này mà bệt nữa thì tay sau mới bắt. Đấy, anh em thấy không? Tay này mình mới bắt bệt là có mình toang luôn rồi. Mình gặp nhiều lần rồi, không phải một lần đâu. Nên là chơi là phải tỉnh táo anh em ạ. Không tỉnh táo là dễ toang lắm. Tay này bắt về lẻ. Tay này bắt về lẻ là hợp lý hơn. Đấy, đây bắt về lẻ hợp lý hơn. Chưa có cầu 11 nhá, anh em nhớ là chưa có cầu 11 nhá. Đấy, thấy chưa? Chưa có cầu 11. Mình vừa mới nói xong. Anh em thấy không? Anh em tin đây này vẫn đúng là 11 không? Đấy, trời ơi, nó phải như vậy anh em ạ. Nhiều khi bắt ấy, là anh em bắt rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nhiều khi là kiểu như anh em vội ấy. Tức là tay nào anh em cũng đánh to, bắt to, bắt to, nó khó lắm. Anh em cứ bỏ ra một một anh em cứ bỏ thời gian anh em test này. Tay này tiếp tục bắt lẻ được. Đấy, ok chưa? Đấy, giảm xuống nhá. Càng đánh càng giảm xuống nhá, đừng có tăng lên. Đấy, thấy không? Mình anh em thấy mình đoán chuẩn không? Giảm xuống nó có nguyên nhân nó hết. Cứ test đã, chưa vội. Hai lẻ rồi, hai lẻ một chẵn à, thì tao này bắt về lẻ thôi. Tao mày đánh bé thôi anh em ạ, đánh to làm gì, đánh bé thôi, đánh to làm gì, nắm chắc phần thắng rồi còn đâu nữa. Vẫn chạy một một này, tao này đánh chẵn nha. Tầm này về chẵn bẻ chẵn, về lẻ bẻ lẻ, anh em thấy không? Nó phải gọi là đi đi guốc ở trong bụng của game luôn rồi. Thôi được rồi anh em ơi, dừng nhá. 8M lên 11M hơn rồi. Quá tuyệt vời đúng không? Đấy, đây là cách chơi của mình. Đọc cầu như thế nào, rồi sự bình tĩnh của mình như nào thì anh em xem thôi. Cứ những cái tay nào
tỷ lệ nó về đến đến 8-90% anh em đánh được, tại vì cái trò stickball trên dưới nó cho anh em test thoải mái, test test bô, gặp cầu khó anh em x dài anh em vào lại hai ba lần được nha.